Hôm nay anh em mình sẽ nướng ra chỗ này làm món siêu cay. Hello. Hello. Rồi anh em mình đi tìm muối, đặt cây muối rồi mình sẽ nướng ra. Rồi giờ anh em mình sẽ nướng nướng gà. Bây giờ sắp chín rồi. Đây mọi người. Sắp được ăn rồi. Rồi đã xong rồi, rồi anh em mình sẽ ăn nhé. Rồi anh em mình cùng thưởng thức rồi sẽ ăn cả mình nướng. Rồi chấm muối ớt với lá chanh. Rất là ngon. Rất là ngon mọi người ơi. Nhưng mà nó hơi bị khét rồi. Ở trên vùng quê Tây Nguyên mình. Đây muối này. Muối siêu cay. Ở đây là hồ cá mọi người. Tôi nhìn ông này ăn mà ngon. Được á. Ai làm á? Cay quá. Ngon lắm mọi người ạ. Tuyệt vời. Ngon thật tuyệt vời. Tuyệt vời lắm.
chào mọi người, hôm nay tôi sẽ ăn đuôi gà. Thật là xíu cay, gọi là xíu cay. Nhưng mà ăn nhỏ thôi, thì cái ông chú không cho ăn đâu, không cho ăn lớn. Hai thằng này ăn mấy miếng này nó cay rồi. Không biết đâu. Ôm gà mình trộm mà. Ai lại nói với gà trộm? Mà em ơi, cái này gà anh mua anh ăn một nửa rồi đem về cho vợ này. Thôi mai ăn đi.